Nói chung là rất là vất vả để gánh hàng đến chợ các bạn nhá. Rau muống, rau bí. Nhưng bàn chân rất là vội vã này. Phải mang một cái áo mưa cho nước nó đỡ vào người các bạn nhá. Đây là cây hồng rừng này, lúc trước mình quay ở ngoài kia thì là cho các bạn thấy rồi, đó là quả người ta đã vặt vào đây rồi. Còn đây là cây của nó này, các bạn này, cây tươi này. Đây là thân cây rào cẩm này. Là cũng chữa đau dạ dày các bạn nhá, cây rào cẩm. Nói chung là bộ chữa đau dạ dày các bạn ạ. Nó có tác dụng là tăng kích thước vòng 1 các bạn nhá, ngăn ngừa lão hóa. Tức là nó tăng vòng ngực các bạn ạ. Bạn nào mà ngực bé, ngực lép, ngực không phát triển mấy thì là hãy dùng sâm tố lữ các bạn này, để nó phát triển tuyến vú của phụ nữ các bạn nhá. Đây giỏ này gọi là giỏ đen dâu, đó anh ấy bảo thế các bạn ạ. Đó, các bạn biết các bạn cho mình xin ý kiến các bạn nhé. Rất là đẹp luôn các bạn này, màu tím. Màu tím pha với màu trắng các bạn này. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Nắng Gió Vùng Cao. Ngày hôm nay thì mình đang ở một cái phiên chợ vùng cao các bạn ạ. Chợ này gọi là chợ Tả Phời. Phiên chợ này họp vào hôm chủ nhật hàng tuần các bạn nhé. Và hôm nay đúng là hôm chủ nhật, mình sẽ mời các bạn cùng mình đi khám phá trải nghiệm chợ phiên vùng cao, chợ Tả Phời. Và hôm nay thì mình cũng đồng thời đi lấy một số các loại hàng thảo dược để gửi cho các bạn, một số các bạn khán giả có đặt hàng với mình ấy. Thì bây giờ mình sẽ đi quay phim chia sẻ với các bạn về cái phiên chợ vùng cao này. Bây giờ xin mời các bạn của mình đi khám phá trải nghiệm chợ Tả Phời các bạn nhá. Xin mời các bạn. Lúc này là lúc sáng sớm, bây giờ tầm khoảng 6 rưỡi các bạn nhá. Đó, mọi người đang đi chợ rất là đông rồi, rất là tích cực. Đó, có những người đi chợ mua hàng thì rất sớm này, và có những người bây giờ họ mới mang hàng ra chợ các bạn nhé. Đó, mang những cái ô này để che mưa che nắng này. Và có những người thì đi bộ bạn ạ, xách hàng. Như trước kia là mình thấy có một cô đang đi bộ bạn nhé. Đó, chợ này thì họp rất là sướng các bạn ạ. Đó, như cô kia là cô ấy đang xách một cái làn có hoa chuối này và một ít rau các bạn này. Đó, nói chung là bây giờ tầm này người ta đang đến chợ để bán hàng các bạn nhé. Đó, ngay lúc này là mình thấy có một bà, không biết là người gì, mình nghĩ là người lùng hoặc là người giấy gì đó các bạn ạ, đang gùi rau ra chợ bán các bạn nhé. Một cái gùi nho nhỏ cũng khá là nặng các bạn ạ. Đó, và rau vẫn còn ướt. Đó, thì cũng rất là khổ cho bà, thế quá là khổ luôn. Đó, mang cái gùi rất là nặng mà vẫn còn ướt cơ, rau mới rửa, và bà phải đeo một cái áo mưa các bạn này. Phải mang một cái áo mưa cho nước nó ưa vào người các bạn nhé. Đó, người dân vùng cao rất là khổ, kiếm được đồng tiền rất là khổ, rất là khó khăn. Trồng được ít rau nào phải mang chợ bán mới có tiền để mua các thứ khác các bạn ạ. Đó, rau cải. Bây giờ bà đang đi vào chợ các bạn ạ. Một bà già tầm khoảng 70 các bạn ạ. Tí nữa mình sẽ tìm bà này, mình sẽ mua ủng hộ cho bà một chút. Trông bà rất là khổ luôn. À, bây giờ không biết là kiếm chỗ nào để ngồi cơ. Đó, trồng mãi mình ít rau xong rồi bây giờ đang mang ra chợ bán để kiếm chỗ bán các bạn ạ. Một bà người lùng các bạn ạ. Mình đoán người lùng hoặc người giấy thôi. Đó, không phải người Kinh. Ngồi cái gùi cũng rất là nặng. À, bây giờ đến chỗ các bạn ạ. Nên là bà đến chỗ này ngồi. Tí nữa mình sẽ ra cái khu vực này, mình sẽ mua ủng hộ cho bà một ít rau các bạn nhé. Đó, rất là vất vả mới mang được một ít hàng ra chợ bán này. Bà năm nay cũng tầm khoảng 70-80 tuổi, chắc là tầm đấy các bạn ạ. Đó, bây giờ đang lấy chỗ, đang dọn dẹp chỗ để bán. Ở đây thì người ta giải những cái bao tải xuống này, là bao tải xuống xong bày hàng ra. kỹ thuật đồng tiền rất là vất vả các bạn ạ. Mặc dù lúc này đang là 8 giờ kém rồi nhưng mà còn rất nhiều người đang mang hàng đến chợ bán nhá. Nó không giống như kiểu chợ trên vùng cao. Chợ trên vùng cao người ta đến chợ rất là sớm, đặc biệt đến những người bán hàng ấy, người ta đến sớm lắm để bày bán. Còn ở đây thì người ta bán đến rất là muộn, đặc biệt là những người đến mua này và cả những người đến bán cũng rất là muộn. Như đây là một bà người lùng, vừa nãy là mình gặp ở khu ngoài kia, mình đi theo vào trong này, bây giờ bà đang bày hàng các bạn ạ. Đó, bà đang nhặt rau ra. Sau một lúc tìm hiểu thông tin thì mình biết bà này là bà người Giấy các bạn nhé. Đó, không phải người lùng mà là một bà người Giấy. Đó, bà đang nhặt rau ra để bày hàng các bạn ạ. Thôi tí nữa mình sẽ quay lại sau bạn nhé. Bây giờ cứ để cho bà bày hàng không? Xong là tí nữa mình quay lại mình mua. Nhìn thấy bà này mình thấy thương quá, trông bà rất là khổ, khắc khổ các bạn ạ. Đó, tầm này tuổi người ta phải được nghỉ ngơi rồi, nghỉ ngơi tuổi già, nhưng bà vẫn phải đi cái gùi rất là nặng, tầm khoảng đến 20-30 cân, xong là mang ra ngoài này để bán hàng các bạn ạ. Đợi tí bà bày hàng xong mình sẽ mua ủng hộ cho bà một chút. Đó, lúc này là lúc sáng sớm các bạn này, người ta đang bắt đầu mang hàng đến chợ các bạn nhé. Đó, tầm này là người ta vẫn đang mang đến chợ này. Có những lải chuối, chuối gòn rất là to, quả rất là đẹp. Có buồng thì chín, có buồng thì chưa chín các bạn nhé. Đó, người ta cho vào những cái, cho vào cái gỗ này, xong là buộc dây vào để gánh đi các bạn này. Đó, rất là miền núi các bạn nhé. Đó, cái loại này phải buộc cây gỗ vào gánh thì mới được. Còn nếu mà làm kiểu khác thì nó sẽ bị dập nát vỡ. Mà cái hàng hoa quả này cần phải là đẹp các bạn ạ, hàng đẹp nhá, mẫu mã đẹp thì mới bán được. Nó chuối gòn bạn này, hay còn gọi là chuối tây ấy. Cái giống chuối này nó rất là ngọt. Đó, hai buồng đẹp. Đó, như là cô này là cô ấy vừa mang một hai buồng xuống thì là có anh này mua luôn các bạn này. Các bạn thấy chuối đẹp chưa? Chuối vàng rất là đẹp luôn. Đấy, chuối người ta xếp rất là cẩn thận và có những cái chăn để chống bị va đập, chống bị dập các bạn nhé. Đó, nói chung là hàng hoa quả phải làm hết sức là cẩn thận thì nó mới đẹp mã được. Đó, lúc này là lúc sáng sớm các bạn ạ. Đó, hàng đến chợ phát là người ta mua luôn các bạn nhé. Đó, đây chỉ là một góc nhỏ thôi. Và tầm này thì nó cũng có rất nhiều người, người ta đến đây người ta đi chơi chợ các bạn này. Đó, chơi chợ đi mua hàng. Đó, cái này làm cẩn thận nha chú nhỉ. Cẩn thận quá đấy. Cái này là mình mang đi đâu hả chú? Mang về chợ khác. À, mang về chợ khác, chuyển chợ khác. Có một cô người Dao con này, đó, người Dao đỏ. Người Dao đỏ thì có cái trang phục là mũ, khăn mũ đỏ các bạn nhá. Nó vừa mới điệu hàng đến này các bạn này. Đó, không biết là trong này có cái gì. Ở đây cũng là cô người Dao đỏ này, đó, mang hàng bằng cách là gùi ở trên lưng, bằng cái gùi các bạn ạ. Cái gùi này đa số người Mông người ta hay dùng, nhưng mà một số dân tộc khác người ta vẫn hay dùng cái gùi này để gùi tất cả các loại hàng hóa. À, cô này cô có lấm ngọc cẩu bạn này. Ngọc cẩu bây giờ đang vào mùa nên là người ta lấy ra chợ bán cũng rất là tươi, rất là đẹp các bạn nhé. Đó, cái này thì là dùng để là chữa yếu sinh lý các bạn này, tăng cường sinh lý nam giới nữ giới. Các bạn nào mà nam giới nữ giới mà yếu sinh lý hay dùng lấm ngọc cẩu bạn này, bằng cách là ngâm rượu uống. Bạn nào mà không uống được rượu thì bạn có thể uống cái này được. Bạn nào mà không uống được rượu thì bạn có thể đun lên uống bạn nhé. Đó, tăng cường sinh lý nam giới nữ giới rất là tốt. Lấm ngọc cẩu đây là loại đực các bạn ạ, loại cái thì nó có cái bông bông ở đầu ấy. Là có một loại nữa là loại tím. Nói chung là cẩu nó có 3 loại các bạn ạ. Còn củ kích dương thì nó cũng tương tự như này nhưng mà nó khác, nó to hơn, nó dài hơn. Củ kích dương tí nữa mình đi tìm xem có các bạn nhé. Lúc này đang là lúc sáng sớm. Bạn nào mà lấy cái loại gì thì các bạn có thể alo cho mình nhé. Mình sẽ gửi hàng cho bạn. Mình lấy cũng của bà con ở đây thôi. Đó, ở bà con ở các chợ phiên. Đấy mình gửi cho bạn. Những mặt hàng nông sản, thảo dược vùng cao các bạn ạ. Nấm cẩu rất là tươi. Người ta mới lấy về bạn này. Đó, lấy từ chiều hôm qua. Đó, hôm nay mang ở chợ bán các bạn nhé. Còn cô bên này là cô có bán một ít thuốc của người Dao này và quả dứa. Đó, bây giờ đang bỏ ra các bạn này. Đó, còn cô này cũng mang bắt đầu đến chợ các bạn này. Đó. Nói chung là cái chợ này thì là lúc sáng sớm cũng có người đến chợ rồi, và lúc tầm này là cũng có người mang hàng ra chợ bán các bạn nhé. Nói chung là người ta đến chợ không phải là quá là sớm mà cũng không phải là quá là muộn, cứ rải rác ấy. Nói chung là cái cảnh tượng này nó hơi hiếm gặp các bạn ạ. Nếu như các bạn đi muộn quá thì là lúc đấy người ta bày hàng ra luôn. Còn lúc này là lúc người ta đang vừa mới đến chợ mà này. Đó. Đó, rất nhiều hàng hóa các bạn nhé. Đây là một góc nhỏ thôi. Chợ này nó kéo dài bạn ạ. Nó kéo dài mấy trăm mét và có cả khu trong nữa. Đây là mình đang ở khu ngoài. Khu ngoài đường các bạn ạ. Đó. Sáng sớm bà con là ai có việc bận này, cần thiết người ta sẽ đến sớm, người ta mua hàng xong rồi người ta đi làm. Còn những người nào mà nhẩn nha thì người ta sẽ mua bán nó từ từ bạn ạ. Sang đến góc bên này là mình thấy người ta bán ong các bạn này. Đó, ong này là ong ở trên này người ta gọi là ong cắt lá các bạn ạ. Nó làm ở trên đồi và làm trên cây các bạn nhé. Đó, bây giờ tranh thủ cái loại này phải quay trước cho bạn xem, không một tí nữa người ta mua hết các bạn ạ. Đó. Ong cắt lá các bạn này. Đó, rồi là ong bò vẽ. Rồi là có nhiều loại ong các bạn. Ở trên này thì người ta nó có nhiều tên gọi khác nhau các bạn ạ. Ong khoang quay cũng có các bạn nhé. Đó, như đây là ong bò vẽ các bạn này. Đó. Lấy mất rồi. Đây các bạn này. Đó. Con bé là con ngon. Những con già như này nó đã ra khỏi kén rồi, đã có cánh rồi bạn này, thì người ta sẽ lấy về ngâm rượu bạn này. Đó, những con già này. Còn con non này lấy về để xào bạn nhá. Xào ra uống rượu rất là tốt, rất là tuyệt vời bạn ạ. Cực kỳ là thơm ngon các bạn nhá. Nói chung là đồ núi rừng, cây cảnh thì đồ núi rừng thì rất là tuyệt vời bạn ạ. Cây cảnh tí nữa mình tí ra kia mình tìm xem không biết là có cây cảnh gì không. Nói chung là chợ nó rất là dài, rất là rộng nên là sẽ đi lần lượt từng khu vực một các bạn nhé. Đó. Ong rừng các bạn ạ, ong khoang khoái rồi là ong bò vẽ. Lúc này người ta đang mua rất là nhiều này, mua sớm luôn. Vì cái loại này nó ít, nó hiếm các bạn nhé, nó không phải là quá là phổ biến. Cái loại tìm hiếm khó này nên là người ta phải tranh thủ người ta mua luôn, không thì nó hết các bạn ạ. Đó. Bạn nào mà lấy thì bạn có thể alo cho mình nhé, mình sẽ lấy mình gửi hàng cho các bạn. Đó, ong, khu vực bán ong. Đó. Cái này thì con già này các bạn có thể lấy về ngâm rượu này. Con lon này các bạn có thể rang lên nhé các bạn nhé. Đó, người ta mua rất là hàng rất là nhiều, mua rất là nhanh chóng và mua rất là tích cực các bạn ạ. Trước kia có một cô đang rất là vội đến chợ bạn này. Ở đây thì là có đồng bào người Dao, người Giấy, người Tày. Đó, những người nào mà đến chợ vội thì người ta sẽ chạy các bạn này. Đó. Đây là chắc chắn là người Tày các bạn này. Đó. Đến chợ rất là vội vàng các bạn nhé. Lúc này lúc sáng sớm các bạn ạ. Sáng sớm người ta bắt đầu đến chợ này. Còn chỗ này này mình thấy người ta mua được một ít ngan vịt giống này. Mua sớm rồi là về luôn các bạn ạ. Đó. Như nhà này là về các bạn nhé. mua những con ngàn, con vịt, con gà giống xong là về luôn. Đó, rất là vội vã các bạn ạ. Ở góc bên này thì mình thấy là có một cô gánh rau rất là vất vả các bạn ạ, rất là vất vả, rất là tất tưởi để đến chợ các bạn nha, cho nó kịp buổi chợ này. Đó, như cô bán rau muống này, rau bí này. Đó, nói chung là rất là vất vả để gánh hàng đến chợ các bạn nhé. Rau muống, rau bí, những bàn chân rất là vội vã này. Đó, để cho kịp buổi chợ ngày hôm nay. Đấy là những người ta ở xa đến muộn các bạn ạ, và còn rất nhiều người khác họ đang đến chợ các bạn nhé. Đây là con đường dẫn vào chợ các bạn này. Chợ thì mặc dù nó có một cái khu riêng, khu bên dưới, nhưng mà người ta vẫn họp hàng hóa, bán hàng ở đầy hai bên đường các bạn nhé. Đó, như chỗ này là mình thấy là người ta bán rất nhiều gà các bạn này. Khu này là khu bán gà. Đó, khu này là khu bán gia súc đi, gà, chó, lợn các bạn ạ. Đó, chợ nào cũng thế, những cái khu gia súc người ta sẽ họp riêng. Còn đầu đằng kia thì là bán rất nhiều các loại thứ khác. Bây giờ mình sẽ đi thẳng một nẻo ra cái hết cái dãy đường này, xong bắt đầu sau đó là mình sẽ đi vào trong chợ các bạn nhé. Nói chung là chợ này khá là rộng, khá là dài và cực kỳ là hấp dẫn các bạn ạ. Đó, như chỗ này mình thấy người ta bán ngan các bạn này, những con ngan nó đã lớn các bạn này. Ngan này ngan thịt rồi, ngan sao rất là ngon các bạn nhé. Ngan này thì các bạn lấy về các bạn luộc chấm Maggi này, hoặc các bạn có thể hấp với sả này, rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đó, những con ngan ở trên bản người ta nuôi rất là ngon các bạn nhé. Đó, những con ngan này đẫy rồi, quá là đẫy rồi các bạn ạ, thịt cực kỳ là ngon. Loại này để đánh tiết canh thì rất là tuyệt vời các bạn nhé. Bạn nào mà ăn được tiết canh thì hãng ăn, không ăn được thì thôi các bạn nhé. Mình không khuyến nghị các bạn ăn tiết canh, nói chung là tùy từng người, ai ăn được thì ăn. Đó, ngan rất là đẹp các bạn ạ, nó rất là mượt luôn. Con ngan già trưởng thành. Đó, ngan sao, nói chung là nếu mà dòng ngan thì ngan sao là ngan ngon nhất. Đó, ngan sao còn gọi là ngan đen đấy, rất là tốt các bạn ạ. Rồi sang bên này là người ta bán gà các bạn này, một dãy này dãy gà các bạn nhá, bán gà, bán ngan, những con gà mái. Đó, những con gà mái rất là ngon các bạn này. Đó, gà này gà mái tơ các bạn ạ, chưa phải con gà già. Gà già thì người ta sẽ không mang bán đâu các bạn ạ, người ta để đẻ trứng. Còn có loại này gọi gà mái tơ này, loại này thì vừa tầm ăn các bạn nhá. Gà bản nheo đồi các bạn ạ. Đó, các bạn lấy về nuôi cho nó đẻ trứng cũng được, hoặc là các bạn lấy về làm thịt cũng được, rất là ngon nhá. Những con gà rất là tuyệt vời, gà trên bản nuôi tự nhiên các bạn ạ. Đó, gà rất là ngoan luôn. Rồi dãy bên này cũng thế này. Nói chung là toàn bộ dãy này là dãy bán ngan, gà, rồi là bán lợn, bán chó. Đó, ở ngay cái khu đầu ngoài này. Cái đây có một con chó bạn này, chó này là chó ở trên bản màu vàng vàng, khá là đẹp, nó không phải giống chó Bắc Hà. Chó này là chó ở khu vực này người ta nuôi con này, nhìn rất là đẹp con này, tầm mấy trăm các bạn nhé, thì là khá là ok, chó ngoan các bạn ạ, chó rất là ngoan luôn. Đó, màu vàng. Rồi tiếp tục sang bên này là những cái dãy bán gà các bạn này. Đó, ngan, gà, vịt bán tất ở đây các bạn này. Đó, gà người ta có nhà thì cho ra cái bao tải để cho mọi người nhìn thấy rõ này. Có nhà thì để trong những cái lồng, cái sọt. Đó, đây như chỗ này người ta để trong những cái lồng, cái sọt các bạn này. Đó, gà trên bản rất là ngon các bạn ạ, rất là tuyệt vời các bạn nhé. Đó, một dãy bán ngan, gà. À, chỗ này bán rau lang các bạn này, gọi rau lang. Rau lang các bạn lấy về xào tỏi rất là tuyệt vời các bạn ạ, rất là ngon các bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể luộc lên chấm mắm tôm thì cũng cực kỳ là ngon các bạn ạ. Đây là một cái loại rau rất là ngon. Ở nhà quê có rất nhiều, còn trên thành phố thì là rất là hiếm, phải đi mua mới có các bạn ạ. Rau lang các bạn nhé, gọi rau lang. Đó, Rồi là dãy bán chó bạn này. Những con chó ở trên này, chó đen, chó xù bạn này. Đó. Con chó này chó xù đẹp hết này các bạn này. Nó ra giống kiểu chó Bắc Hà ấy. Cái này thì bao tiền một con hả cô? 300 nó cũng rẻ nhỉ. Chúc cô bán đắt hàng nhá. Đó. Chó rất là đẹp, rất là mượt luôn. Đấy, ui, con này có phải chân trắng nhỉ? Con này có tất trắng này. Người ta gọi là chó đi tất. Đó. Tất trắng này. Như con sâu ấy, con này giống con sâu. Giống kiểu chó xù Bắc Hà. Rất là đẹp bạn ạ. Đó, ngoan quá. Ba con này cực kỳ là ngoan luôn. Rẻ. À, con mẹ Bắc Hà. À. Cái cô bảo là con mẹ Bắc Hà. 300.000 một con các bạn ơi, rẻ lắm các bạn ạ. Đó. Nếu mà chó Bắc Hà thì nó là mấy triệu một con nha. Còn ở đây thì người ta bán rẻ. Chó này còn là chó nai các bạn nhá. Đó, chó nai các bạn ạ. Rồi sang bên này người ta bán gà các bạn này. Nói chung là ở đây thì bà con nuôi được cái gì người ta mang đấy bán các bạn này. Ở đây có cả ếch. Ôi ếch. Bà con ếch rất là to đẹp này. Ếch này bắt ở ruộng à chị? Này thì mình bán thế nào hả chị? Bao tiền một cân nhỉ? À, 120 ếch ruộng. Cái này bắt ở tối hôm qua ấy nhỉ? Bắt tối hôm kia. Bắt tối hôm kia. Ếch đồng các bạn ạ, gọi là ếch đồng ếch ruộng, không phải ếch nuôi các bạn nhé. Đó. Rất là to các bạn này. Ếch tự nhiên. Tuyệt vời các bạn, quá là ngon các bạn nhé. Ếch này các bạn có thể lấy về các bạn nấu chuối các bạn này. Đó, hoặc là nhiều món khác các bạn nhé. Ôi, chỗ này người ta bán cả thỏ bạn này. Đó, thỏ trắng. Thỏ bạch, thỏ trắng bạn ạ. Đó. Thỏ thì là thường là thỏ trắng thì là có nhiều, còn những lúc này thỏ khác thì ít khi có lắm. Ở chợ này là đặc biệt là người ta bán cả thỏ rất là đẹp bạn này. Đó, đấy về nuôi. Rất là tuyệt vời bạn nhé. Đó, thỏ trắng. Sang khu bên này là khu người ta bán lợn các bạn này. Ở đây thì là người ta bán lợn trắng này, lợn khoang này và lợn hai bề. Đó. Ở đây thì là không được nhiều lợn cho lắm các bạn ạ, chỉ có bằng này lợn thôi. Lợn giống các bạn nhá, lợn trắng rồi lợn chấm bi, lợn khoang, lợn hai bề đấy. Và những loại này tầm hơn 1 triệu một con. Hơn 1 triệu đến 2 triệu các bạn ạ, nó tùy. Đó bạn ạ, lợn bán đây. Đây này, chỗ này là chỗ bán lợn. Đó, bây giờ mình sẽ đi chỗ khác các bạn nhé. Lợn chấm bi các bạn này, lợn này cũng khá là hiếm. Nếu mà ngày trước thì lợn đen hoặc lợn trắng này có rất nhiều, hoặc lợn khoang khoang, lợn đông nuôi, còn lợn chấm bi này hiếm lắm các bạn ạ. Đó, bên này có con lợn đông lưa bạn này. Đó. Lợn đông lưa lông nó màu lâu lâu bạn này. Đó. Lợn này thì là rất là ngon các bạn nhé, tuyệt vời luôn, thịt của nó rất là ngon. Đó, bây giờ tiếp tục mình di chuyển sang là cái chỗ khác bạn ạ. Khu vực này là bán như thế thôi, là cũng khá là nhiều hàng rồi, và mình quay như thế là cũng khá là đủ thời lượng ở chỗ này rồi bạn ạ. Mình mỗi chỗ mình đi một chút. Đó, tiếp tục là những chỗ bán gà bạn này, ngan gà vịt. Đây là cái khu vực bán gà thịt các bạn ạ. Gà này người ta bán theo lồng các bạn nhé. Như chỗ trước là bán theo từng lồng nhỏ nhỏ, từng con một, còn đây là bán theo lồng con này. Đó. Những con gà rất là đẹp, rất là ngon các bạn ạ. Ở chỗ này là chỗ bán ngan giống các bạn này, ngan giống gà, giống vịt, giống. Nói chung là đồ giống các bạn ạ. Những con ngan, con vịt, con gà rất là khỏe mạnh, người ta nuôi đến tầm này xong là mang đi bán các bạn nhé. Đó. Rất là tuyệt vời, chợ rất là đông các bạn này. Đó, trong này là khu chợ, trong này các bạn nhé, tí nữa mình sẽ đi vào sau. Bây giờ mình đi hết cái dọc đường nữa các bạn ạ. Chợ này rất là hay, rất là la các bạn ạ. Vừa hợp trong vừa hợp ngoài. Còn đây là khu bán thịt lợn các bạn này, lợn đen ở trên bản. Đây là lợn đen các bạn này, người ta để một cái chân, hai cái chân ra đây để cho khách hàng biết đây là lợn đen các bạn nhé. Đó, và người ta không cầm hết cái lông, để nguyên cái lông lại để cho khách có biết đây là lợn đen này. Lợn đen này là một loại lợn rất là ngon, rất là thơm, rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đặc biệt là mỡ của nó rất là bóng, rất là ngậy các bạn nhé. Lợn đen trên bản là một loại lợn rất là ngon rồi. Rồi trước mình quay bạn rất nhiều clip những con lợn giống ấy, thì đây là những con lợn thịt người ta đã mổ ra rồi các bạn ạ. Đó, thịt rất là thơm, rất là lạt các bạn ạ. Đó. Và cả cái dãy này là dãy thịt lợn các bạn nhé. Đó. Dãy thịt lợn họp ở ngay ở bên đường các bạn ạ. Đó. Chợ này là khá là hay. Không như chợ khác thì là những chỗ thịt lợn người ta sẽ ở trong một khu riêng, còn đây thì họp ở cái ven đường. Đây, quán này cũng rất là đông luôn này. Đó. Rồi là bán hoa quả bạn này, đó, quả nhãn, quả lê, lê 10.000 một cân. Bên kia thì là bán thịt bò bạn này, đó. Dây này dây bán thịt trâu bò bạn nhá, đó. Thịt trâu bò, thịt lợn là hai bên đối diện nhau. Bò nấu sốt vang này các bạn này. Hoặc nấu gì thì nấu các bạn ạ. Đó, bây giờ là cứ đi dọc đường các bạn nhé. Chợ rất là đông vui các bạn ạ. Khu này là khu những bà con người Lùng người các bạn này. Đó, người Lùng người Giấy đã bán rau này hoặc là rau dớn các bạn này, những loại rau nông sản địa phương trồng được và lấy được ở trên rừng nhá, và bán cả măng nữa. Đó, rau dớn để xào rất là ngon các bạn ạ. Phơi tái tái đi xào rất là tuyệt vời. Đó, xào với thịt không hoặc là xào với lá đu đủ với quả cà gai nữa, rất là tốt các bạn nhé. Còn chỗ này là người ta bán cốm rồi này, bây giờ đang vào mùa cốm mà, mùa lúa lép non, người ta gặt sớm xong là làm thành cốm rồi, ăn rất là ngon các bạn ạ. Ở đây thì người ta bán theo từng bơ các bạn này, đó, bán theo từng bơ, một bơ, hai bơ, đó, không bán theo cân các bạn ạ, bán theo bơ. Để mình hỏi xem bán bơ bao tiền nhé. 20.000 một bơ. 20.000 à? À. Bán 20.000 một bơ các bạn ạ. Đó, đong cái bơ này. Đó, 20.000 một bơ. Cái này người ta làm rất là ngon các bạn ạ. Cốm này là một cái thương hiệu đặc sản ở trên Tây Bắc các bạn ạ, đặc biệt là mạn Lào Cai bạn nhé. Đó, Lào Cai rất nhiều chợ phiên. Đây là một cái chợ phiên lần đầu tiên mình lên sóng cho bạn xem về cái chợ phiên này, rất là hay, rất là hấp dẫn các bạn ạ. Đó. Rất đông người bạn ạ, đông như chợ Tết luôn. Ở đây là khu trong, mà tí nữa vào đấy sau bạn nhé. Quay khu ngoài trước. Rồi là rau dớn này, rồi là cua bạn này, cua người ta bắt ở ruộng các bạn này. Đó. Con cua rất tươi các bạn ạ. Đó, bắt ở ruộng mang đến bán các bạn này. Đó, ai ăn thì là mua về nấu riêu cua này. Đó, cả rang tùy các bạn nhé. Cua từng đồng người ta sẽ nấu riêu cua, nấu với rau đay các bạn ạ, và cả rau ngót rất là thơm ngon các bạn nhé. Cua trên bản. Đây là hoa chuối rừng các bạn này, nó rất là mềm. Toàn những đồ núi rừng các bạn ạ. Cái này các bạn làm nấu ăn này rất là tuyệt vời. Những quả hoa chuối rừng rất là đẹp. Đó, rất là to các bạn ạ. Đấy, khu ngoài người ta bán cốm này bạn ạ. Vâng, có đây một loại nữa là loại hạt dổi này. Một loại gia vị dùng trong nước chấm các bạn nhé, chấm gia vị, chấm gà, chấm các loại chấm thì dùng hạt dổi rất là thơm ngon các bạn này. Bạn nào lấy thì bạn alo cho mình nha, mình sẽ gửi hàng cho bạn một cách nhanh nhất, sớm nhất bạn nha, đảm bảo chất lượng. Hạt dổi thơm phức các bạn ạ, đang quay phim mà ngủ rất là cực kỳ là thơm. Đó, hạt dổi Tây Bắc cực kỳ là thơm, thương hiệu của Tây Bắc các bạn ạ. Và bây giờ mình lên khu trên này các bạn này. Khu trên là khu bán thịt. Anh cái đây là thịt con gì đấy anh? Thịt trâu à? Khu này là khu bán thịt trâu các bạn này. Đó, người ta để cái... À, đi bán hàng anh? À, anh bán thịt trâu à? À, bán được nhiều cho anh? Vâng, ok. Anh bán hàng đấy nhá. Vâng. Cô bán thịt trâu bạn ạ. Đó. Trâu bán rất là nhiều đây các bạn này. Trâu thịt bò. Đây là bán chó bạn này. Chó Văn Hổ và chó đen, chó xám. Một cái bán chó. Đây con Nga này. Đây là bán thịt trâu bạn nhá. Trâu bò là bán ở cái dọc cái dãy này. Đó. Rồi này dãy này người ta bán dê bạn này. Đây là dãy bán thịt dê. Đó, thịt dê thì người ta hay mua ở chợ Cốc Ly ấy. Trước mình quay bạn xem chợ Cốc Ly đấy. Ở bán dê rất là nhiều. Thì ở đây là người ta bán dê mổ xong bán ở đây các bạn này. Đó. Sang đến khu vực này là khu vực người ta bán tôm bạn này. Tôm rồi là bán chè. Tôm là người ta mới đánh bắt đây các bạn nhé, tôm tươi luôn. Đó. Tôm này là tôm ao hả chị? Tôm chép này là ao hả chị? À, tôm chép này là sông, người ta mới đánh ở sông này các bạn này. Còn tươi nguyên nhé, gọi là đắt như tôm tươi mà, tôm nó dễ đành đạch. Đó, các bạn thấy nó đang động đậy chưa? Tôm sông Hồng các bạn ạ. Đó. Tươi nguyên nhảy tanh tách luôn. Đó, đắt. Nói chung là tôm này rất là ngon các bạn ạ, tôm tuyệt vời rồi. Đó, tôm tép nhảy tanh tách luôn. Và sang bên này mình thấy người ta bán chè các bạn này. Đó, chè ở trên Mường Khương các bạn nhé. Chè này chè giống chè Mường Khương, rất là ngon các bạn ạ, rất là thơm. Bạn nào mà lấy chè thì các bạn có thể alo cho mình nhé các bạn nhé. Trước mình hay lấy cho bạn có loại chè, nó là chè San Tuyết ở bản Liền ấy. Thì cái loại đấy thì cũng rất là tốt rồi, nên loại là xịn đẳng cấp nhất. Còn là chè này là ở trên Mường Khương cũng ngon các bạn ạ. Đó. Nói chung là chè Tây Bắc thì rất là ngon, tuyệt vời các bạn ạ. Bạn nào lấy thì bạn alo cho mình bạn nhé. Đó, và cái dãy này thì là bán chủ yếu là thịt lợn này, rau củ quả này. Đó, và bán những mặt hàng đồ ở trên rừng ở nông thôn người ta mang đây bán các bạn ạ. Trồng được, mang đấy được, mang đây bán các bạn nhé. Ra lên khu vực này là khu vực của bà con người Dao của bạn này. Đó. Và một số đồng bào dân tộc khác người ta bán rau ở đây. Chỗ này thấy mình người ta bán măng các bạn này, măng lứa đã luộc rồi các bạn nhé. Măng lứa này đã luộc xong rồi. Đó. Thậm chí là đã vắt nước rồi, nó rất là sạch, rất là ngon các bạn ạ. Măng thì đảm bảo vệ sinh, nhưng đảm bảo là không có thuốc trừ sâu hay thuốc bảo vệ thực vật đâu các bạn ạ. Măng là tự nhiên trên rừng các bạn nhé. Đó, lấy về bán các bạn này, để ngoài chuối rừng. Đó. Rồi là cốm. Cốm là một cái mặt hàng bán khá là chạy, mùa này đang mùa cốm mà, bán chạy tùy luôn. Đó, cốm tươi ngon. Em ơi, từ sáng giờ bán được khoảng bao nhiêu cân rồi em? Nhiều, không đếm được bao nhiêu cân à? Không đếm được bao nhiêu cân. Cốm mình rất là thơm ngon các bạn ạ, tuyệt vời luôn. Cũng nằm từ gạo nếp các bạn nhá. Nó là một cái thương hiệu đặc sản ở trên Tây Bắc rồi. 20.000 một bơ bạn này. Bạn nào mà ăn thì bạn alo cho mình nhá, mình gửi cho bạn số rất là tuyệt vời ở Tây Bắc. Nó là cái hàng kiểu là hàng ăn vặt đấy, nó rất là thơm ngon các bạn nhé, cũng rất là tuyệt vời. Thằng cố trong kia đói quá rồi chạy ra cái à? Quay mặt người bán kìa. Quay rồi, người bán nó rất là xinh gái thì thường bán rất là chạy hàng. Đó, cốm thì là người ta mua rất là nhiều, nam nữ mua khá là nhiều bạn ạ, con trai đàn ông đàn bà người ta cũng mua nhiều các bạn nhé. Đó, chợ thì rất là đông các bạn ạ, đông như kiểu chợ Tết luôn, chợ rất là tuyệt vời các bạn ạ, chợ phiên vùng cao rất là hay, rất là hấp dẫn các bạn nhé. Đó, sang bên này mình thấy người ta bán ốc các bạn này. Đó, ốc nhồi thịt, ốc này người ta nuôi đến lúc được bán người ta mang đây bán các bạn này. Đó, người ta bóc luôn ra đây xem cho mọi người xem là ốc này thịt to như thế nào, thịt nhiều như thế nào, đó nhiều như thế nào để khách họ xem đó, họ mua bạn này. Đó, ốc nhồi nói chung là vừa tầm ăn các bạn ạ, không phải là quá là bé mà nó cũng không phải là quá là to, nó ăn vừa đẹp các bạn nhá, đúng cái tầm đẫy thịt. Cái gì đấy? Sang bên khu này là khu bán hàng của người Dao bạn này. Đó, mình xem là người ta bán những cái gì. Chào em nhé, em hôm nay có bán gì đây? Bán ớt à? Ớt, khoai so. À, ớt với khoai so à? Nhà mình cách đây có xa không? Nhà mình cách đây khoảng 5 cây đi. 5 cây à? Đi đường mòn, đi bộ ra đây. Đi đường mòn, đi bộ à? Thế không đi đường xe máy à? Nhà kia không có xe máy. Không có xe máy á? Rất khổ, xe này. Đấy, không xe. Toàn là đất. Toàn bùn đất thôi nhở? Người dân trên này thì cũng có rất nhiều những người không có điều kiện, người ta phải đi bộ bán hàng bạn này, đặc biệt là như em này bán hàng đi xa 5 cây số để bán hàng. Bán thì không phải là cái gì nó quá là đắt tiền, đồ đắt tiền đâu, mà là chỉ bán những quả ớt thôi, ớt rồi những khoai sọ, những cái thứ mà tự trồng rồi tự sản xuất được mang đi bán các bạn này. Đó, những nông sản địa phương. Đứa chị này chạy về con đau mắt thì bán hả? À, tí nữa này chạy về con đang đau mắt. Có cay không? Ăn thử xem. Có cay không? Có cay mình. Có cay không nhỉ? Có cay đâu mà ăn thử xem. Cứ thử xem ớt muốn biết cay không, phải thử một tí xem nó cay không. Cái về 20 về xào ăn. Ớt rất là cay bạn ạ, rất là ngon các bạn nhé. Rồi là măng con này, măng. Đó. Em ơi, đây gọi là chè dây hả em? Không phải, dạ cẩm ạ. Dạ củ lam à? Dạ cẩm. Dạ cẩm à? Chè dây đây loại này. Đây là chè dây chữa mất ngủ này, đau dạ dày này. Thế cái dạ cẩm này là chữa cái gì hả em? Chữa dạ dày. À, chữa đau dạ dày. Đây là một loại dạ cẩm. Thảo dược dạ cẩm chữa đau dạ dày. Bạn nào mà bị đau dạ dày thì uống cái này các bạn nhé. Đun đến uống các bạn này. Đó. Gì đi anh? Rồi là chè dây, đó chè dây thì là chữa đau dạ dày các bạn nhé, ngâm đun sắc uống các bạn này, rồi là pha chè như kiểu chè bình thường uống ấy. Đó, chè dây rất là, cái này này là mới phơi khô các bạn này, nó không phải mốc, cái này là mốc thì nó tốt nhất là không nên dùng. Này rất là ok các bạn ạ. Đó. Còn đây là cây khúc khắc các bạn này, khúc khắc người ta làm khô rồi, chữa nóng người, nóng gan nóng người thì uống cái loại khúc khắc này. Đó, đây thì là bán rất nhiều thứ bạn ạ. Xin chào. Ở đây là một loại tầm gửi gạo bạn này. Đó. Cái này là chữa đau dạ dày em? Không phải, cái này chữa tê chân tay. À, đau mỏi xương khớp, tê bì chân tay. Đó, loại tầm gửi trên cây gạo. Đó, chữa tê chân tay, uống loại này tốt lắm. Tê chân tê tay này, đau lưng xương khớp. Đó, tê chân tay chữa đau lưng xương khớp bạn nhé. Đó, rất là tốt. Đó, em ơi, cây này gọi là cây gì hả em? Cái này cây bồ máu. Cây bồ máu à? Cái này á. À đúng rồi. Cây bồ máu bạn này, bạn nào mà thiếu máu thì dùng cây bồ máu bạn nhá, để bổ sung máu bạn này. Đó, tốt cho máu. Cây bồ máu này thì cũng khá là khô rồi, ở trên Bắc Hà thì nó tươi hơn nhiều. Còn ở đây là cây, đây là loại tầm gửi gạo này, chữa đau mỏi chân tay, tê bì chân tay, đau lưng xương khớp bạn nhá. Đó. Ôi, sang bên này là dãy bắn ong con này và một số loại khác, rồi ong lúc trước thì mình quay bạn xem rồi. Đó, bán những cái đồ nông sản địa phương. Ở đây thì có các bà các cô người Dao là nhiều bạn này. Đó, khu này khu Cầu. Đây là loại thảo quả, nó làm gia vị trong nấu thắng cố này bạn này. Đó, nấu sốt vang bạn này, thảo quả rất là thơm, loại tươi và loại khô. Đây là loại tươi các bạn nhé, bạn ấy về bạn để khô cũng được, xong nó dùng cũng được. Đó, rất là thơm rồi ạ, thảo quả rất là tuyệt vời bạn ạ. Còn cái loại đặc sản của Tây Bắc bạn nhé. Đó, bên này mình thấy là bán quả dứa rừng các bạn này. Dứa rừng để chữa sỏi thận các bạn nhé. Các bạn nào mà bị sỏi thận thì hãy dùng quả dứa rừng này, mình sẽ gửi cho bạn đấy. Nhưng mà các bạn có yêu cầu lấy thì mình gửi cho các bạn nhé. Bạn liên hệ mình qua số điện thoại, qua Facebook, qua Zalo, mình sẽ gửi cho bạn một cách nhanh nhất, sớm nhất, đảm bảo nhất các bạn ạ. Quả dứa rừng để chữa sỏi thận, các bạn lấy về các bạn đun lên uống này, đun sắc lên uống, uống vài lần là sắc tan và nó sẽ ra các bạn nhé. Nam nữ uống được tất các bạn ạ, chữa sỏi thận, đặc biệt là quả dứa rừng này rất là tốt các bạn này. Đó. Sang bên này là dãy người ta bán su su giống các bạn này. Bây giờ đang vào mùa su su nên là người ta bán giống rất là nhiều. Đó, ra dễ các bạn này. Đó. Su su ở trên Tây Bắc các bạn ạ. Đó. Trên Tây Bắc thì su su trồng được quanh năm, đặc biệt là các bạn vùng cao như Bắc Hà, Sapa trồng được quanh năm. Còn bạn ở dưới xuôi thì là chỉ trồng được vào cái mùa rét thôi. Đó. Đó, dây này dây của người Dao bạn này. Ôi, người Dao học ở trên Cầu bạn này. Đó, dây bán hàng của người Dao học ngay trên Cầu. Em ơi, cho anh hỏi đây cái gọi là loại gì đây em? Củ giấy, mon giấy đấy à? Cái này để chữa cái gì? Chữa đau dạ dày đúng không? À. Đây là loại củ chữa đau dạ dày. Ở trên Bắc Hà thì người ta không nói được tên là củ gì, nhưng mà mình sau một đợt mình tìm hiểu cũng khá là kỹ thì đây gọi là củ giấy các bạn nhá. Tức là cây mon, cây giấy ở trên rừng các bạn ạ. Cây mon các bạn biết rồi, còn cây giấy thì nó tương tự cây mon, và đây là cái củ của nó các bạn này. Củ của nó thì lấy chữa đau dạ dày các bạn nhá. Ở trên Bắc Hà bán rất là nhiều luôn. Ở đây người ta bán tươi này. Cái này các bạn lấy về đun lên uống các bạn nhá, đun lên uống, phơi khô đun lên uống, hoặc là phơi khô đun lên uống, hoặc là các bạn có thể là đun uống từ lúc tươi này. Thì tốt nhất là các bạn hãy phơi khô đi thì nó sẽ đảm bảo hơn các bạn nhé. Đó, củ giấy chữa đau dạ dày các bạn ạ. Đó, ở trên Bắc Hà người ta cứ gọi là củ chữa đau dạ dày, còn dưới này người ta gọi tên ra là củ giấy các bạn nhé. Đó, ra khu vực này là mình thấy người ta bán một loại lá đặc sản ở trên vùng cao, đó là lá đắng các bạn này. Lá đắng thì các bạn dành cho những bạn nào mà thích ăn món canh đắng ấy. Đó thì các bạn hãy dùng lá đắng này, người ta hay nấu với cái lá đắng này bạn này. Canh đắng như kiểu là nấu, người ta hay nấu bằng mật lợn này, cho tí mật lợn vào này, có ít gan lợn này, và đặc biệt là phải có lá đắng này các bạn này. Đó thì nó rất là ngon, rất là thơm mặn nhá. Đó. Nói chung là canh đắng thì nó có nhiều thành phần lắm, nhưng mà thành phần chủ đạo và không thể thiếu được đó là phải có lá đắng. Ngoài những thứ như là gan lợn này, mật lợn này, hoặc là gan gà các thứ này bạn này, hoặc là mật gà, thì canh đắng là một cái loại canh rất là phổ biến ở trên Tây Bắc, và phải có cái lá này các bạn này, lá rất là đắng luôn các bạn nhé. Và chỉ có những người, người ta biết dùng, biết đấy thì mới lấy được các bạn ạ. Đó, lá đắng rất là tuyệt vời. Và bên cạnh nữa có một loại lá nữa là loại cây khúc khác này, chữa mát gan các bạn này. Đó, và một loại lá này thì gọi là lá hồng rừng. Lá hồng rừng lá này cũng chữa mát gan các bạn nhé. Đó. Bạn nào mà nóng người nóng gan này hãy dùng cái loại lá này. À, trong cái nào quả của nó đấy à? Quả đây này, cây đây này. Cho em xem cái quả nó được không? À, quả hồng rừng. Hôm nay mới được Mục Sở Thị xem mấy quả hồng. À, quả như này đây. À, nó cũng giống quả hồng ta nhỉ. Okay. À, nó cũng giống quả hồng ta nhưng mà nó nhỏ hơn mà nó xanh hơn. Cái này chỉ mọc ở trên rừng thôi hả chị? À, này chỉ mọc trên rừng các bạn nhé. Thế quả này là có ăn được không? Ăn nó chát rồi. Chín ngọt, nó chỉ to như này thôi à? To nhất mà. À, nó chỉ to như này thôi, lúc này là xanh. Thế xanh xanh như này thì ăn kiểu gì? Này nấu nước uống thôi mà. À, đun nước uống để cho nó mát gan. À. Thôi nếu mà nó còn xanh này thì đun lên uống chữa mát gan mát người các bạn nhé. Cái này mình uống ngon. Uống nó ngon ngon ngọt ngọt, chữa mát gan. Còn khi nào chín thì nó sẽ đỏ đỏ, ngọt hơn. Quả hồng rừng hôm nay mới bắt đầu thấy bạn ạ. Trước là thấy luôn. Quả hồng rừng. Chữa mát gan. Nóng người mát gan thì hãy dùng quả hồng rừng các bạn nhé. Tiếp tục ra chỗ này là mình thấy có một loại quả nữa gọi là quả hoàng tinh các bạn này. Đó. Ở trên mình thì gọi là quả hoàng tinh, bà con gọi như vậy các bạn nhé. Các bạn ở nơi khác bạn cho mình biết tên là gì. Ở đây gọi là quả hoàng tinh. Thế chữa đau lưng, xương khớp, đau đầu. Nói chung là một loại quả này chữa tất cả các loại đau bạn ạ. Mình cứ hiểu nôm na nó chữa đau đầu, đau lưng, xương khớp các bạn ạ. Đó, nó rất là đa năng đa dụng các bạn nhé. Quả hoàng tinh. Đó. Nhìn nó la giống quả cà gai nhưng mà không phải quả cà gai. Cà gai thì nó tròn, quả này có múi bạn này. Đó, nó có 3 múi. Đó, quả hoàng tinh chữa đau lưng xương khớp, đau dạ dày các kiểu. Đó. Bạn nào lấy thì bạn alo cho mình các bạn nhé. Đó. Quả này là quả của người Dao người ta bán các bạn này. Đó. Đó. Cô người Dao bán, nói chung là người Dao thì người ta biết rất nhiều loại thuốc. Có loại thuốc về đau lưng, đau đầu, đau xương khớp. Rất là nhiều bạn ạ. Thế bây giờ mình sẽ tiến vào trong chợ bạn nhé. Từ nãy giờ đi dọc đường rồi, bây giờ vào trong chợ rồi bạn ạ. Ra đến khu này là mình thấy người ta bán một ít phi điệp vàng bạn này. Phi điệp vàng thì là ở trên Bắc Hà bán rất là nhiều, còn ở đây thì hiếm lắm các bạn nhé. Giờ đến phút này thì bây giờ mình mới thấy các bạn này bán đây một ít phi điệp vàng đang có lưu rất là đẹp luôn đó, và một số loại tầm gửi nghiến các bạn này. Tầm gửi nghiến chữa đau lưng xương khớp, chữa yếu sinh lý các bạn nhé, vừa chữa đau lưng xương khớp vừa chữa yếu sinh lý này. Đó, tầm gửi nghiến rất là to luôn. Wow. Cực kỳ là to bạn này, tầm gửi nghiến quá là to. Từng khúc một, trong này thôi nhưng mà nó mềm mấy bạn ạ, nó không cứng như kiểu gỗ đâu. Tầm gửi nó mềm lắm. Bạn nào mà lấy thì bạn alo cho mình các bạn nhé, mình sẽ gửi cho bạn một cách nhanh nhất, sớm nhất. Tầm gửi nghiến. Ok, chào anh nhá. Ra đến khu vực này là khu vực cổng chợ các bạn này, bây giờ mình sẽ tiến vào trong chợ các bạn nhé. Đó. Mà đây là đi dọc đường rồi, bây giờ mới vào trong chợ để xem trong này người ta bán những cái gì các bạn nhé. Đó, những cái gì có rồi thì thôi bạn ạ. Có gì những cái gì chưa có thì là mình quay bạn xem nhé. Chào anh em ơi, cái này là cái gì đấy? Rau à, rau sắn đúng không? À, rau sắn muối chua à? À, cái này là dưa sắn các bạn ạ. Rau sắn muối dưa. Trước thì là bà con hay ăn rau cải muối dưa, còn đây là rau sắn muối dưa các bạn nhé. Rau sắn muối dưa này rất là hay các bạn này, rất là ngon. Ở trên vùng cao mới có bạn nhé. Đặc biệt là trên vùng cao trồng rất nhiều sắn. Sắn thì thường người ta lấy củ để cho lợn ăn này, hoặc là xuất khẩu đi Trung Quốc. Còn ngọn thì là có thể luộc ăn này. Và ở đây người ta làm cái món là món lá sắn muối chua. Đó, các bạn ăn thử xem. Rất là ngon, rất là hấp dẫn các bạn nhé. À, chỗ này bán cốm bạn này. Đó. Khu vực này cũng bán cốm. Cốm mua này bán khá là chạy các bạn này. Đó, cốm thì là những hạt lúa lép non người ta gặt về xong rồi làm thành cốm bạn này. Đó. Hôm nay là cái phiên chợ bán rất nhiều cốm, và đặc biệt là đang là mùa cốm bạn ạ. Đó. Em ơi, cốm này thì bán thế nào em? Hôm nay chú trước bên kia thì bán 2.000 một bơ, còn đây thì không biết bán kiểu gì. Thế bây giờ mình đi xuống dưới này các bạn nhé. Khu vực này là người ta bán cua ốc mèo các bạn này, đó hơn. Khu vực này là người bán hàng của người Giấy các bạn này. Đó, bán cả mèo rồi là cua, con cua ruộng các bạn này. Con cua này đánh ở ruộng đấy là chị? Suối ở ruộng này, suối mới ruộng. Cua ốc, nó bán những cái đồ ở dưới nước các bạn ạ. Đó, những con vật dưới nước. Cua ốc con này. Các bà các cô là người Giấy các bạn ạ. Đó, người Giấy người Nùng bán rất là nhiều. Rồi là rau dớn lúc trước quay rồi. Thôi bạn nhá. Khu vực này bán bồng khoai bạn này. Bồng khoai này thì khu vực này là khu vực người ta bán cái bồng khoai bạn này. Cái bồng khoai này là khoai môn ngọt các bạn nhá. Đó. Khoai môn ngọt ở dưới nước hoặc trên bờ ấy. Loại này nó lại sống ở dưới nước này các bạn này. Bồng khoai còn gọi là dái khoai, cái này các bạn lấy về nấu với lá lốt, lá tía tô rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đó, nấu với thịt. Món rất là ngon các bạn nhá, bồng khoai. Đó. Một món ở trên vùng cao rất là ngon các bạn, rất là tuyệt vời. Sang bên này là rau thối bạn này. Đó, rau thối này một rau rất là đặc sản ở trên vùng cao, nấu canh với trứng nhá các bạn nhá, hoặc là xào với trứng rất là thơm bạn ạ. Nói chung là cái rau này nó có cái mùi thum thủm, bạn nào mà ăn được thì rất là ngon, bạn nào ăn được thì sẽ không ăn được. Nói chung là rất là tuyệt vời bạn ạ, rau thối hay còn gọi là rau rút các bạn ạ. Trên này người ta gọi là rau rút nữa ấy. Tên như vậy các bạn nhá. Tiền thì phải lấy nhiều hơn nhá. Đó. Đây là toàn bộ khu bên trong chợ các bạn này. Đó. Khu trong chợ này rất là rộng với rất nhiều mặt hàng các bạn ạ. Ở đây thì là mình xem những cái gì chưa quay thì mình quay cho bạn xem nhé. Đó. Bà cho cháu hỏi là bà là người Giấy hả bà? Bà người Giấy à? À thế bà đi chợ. Mấy nay bà mua được nhiều thứ chưa? Chưa mua được cái gì. À chưa mua được cái gì. Ở đây thì đa số là người Giấy là nhiều bạn này. Người Giấy, người Dao, người Lùng các bạn nhé. Cô này, cô người Dao bán một số loại thuốc giống ngoài kia mình quay rồi. Ở đây có một số loại là lan các bạn này. Lan này gọi là lan hoàng thảo đùi gà các bạn này. Đó, hoàng thảo đùi gà nó có cái thân đùi nó to to này bạn này. Nào gọi là hoàng thảo đùi gà, cái này là ghép vào gỗ rồi. Đó, rất là tuyệt vời bạn ạ. Trong một thời gian nữa là sẽ ra hoa bạn nhé. Hoàng thảo đùi gà. Chị ơi, cây này là chưa cái gì đấy hả chị? Tao đuôi xương khớp à? Đây là cái này chặt ra rồi đúng không? À cái này là chặt ra rồi. Cái này nó lại chữa đau lưng xương khớp. Cái này là chữa đau lưng xương khớp bạn nhé, chặt ra rồi. Đó. Cái này trên Bắc Hà bán rất là nhiều luôn. Cái này thuốc của người Dao, cái này chữa đau dạ dày đúng không? À, cây Giấy bạn này, củ của cây Giấy. Bạn thấy là thân của nó này. Đó. Cây bổ máu đây à? Cây bổ máu người ta đẽo ra rồi. Có loại thì người ta để cả khúc to, còn này cái này người ta đẽo rồi các bạn nhé. Bổ máu rất là tốt các bạn này. Bạn nào mà thiếu máu, hoa mắt trong mặt thì dùng cây bổ máu bạn này. Đó. Đau đầu xương khớp các kiểu. À, cây bổ máu vừa chữa đau đầu xương khớp. Đó. Cái này là loại gì hả chị? Chè dây à? Chè dây chữa đau dạ dày đúng không? Chè dây chữa nhiều loại bệnh mà. À. Như là nó chữa bệnh gì hả chị? Chữa người yếu. Chữa người yếu, sức khỏe yếu. Sức khỏe ốm yếu nào chữa uống cái này chè dây vào. Nó có chữa mất ngủ không? Chữa mà. À, mất ngủ nào uống cái chè dây nào vào. Rất là tốt. Đó, uống vào là ngủ ngon. Bạn nào mà thiếu ngủ mất ngủ thì nó uống cái chè dây này vào các bạn nhé. Đó. Đó, ra là khu vực này mình thấy người ta bán ngô lếp non các bạn này. Đó. Vâng. người ta bán ngô lếp non các bạn này, ngô lếp về các bạn có thể luộc ăn này, rang ăn được các bạn này. Hôm nay mới ngon. Đó, hoặc là bung các bạn nhé. Đó. Ngô lếp non. Đó. Lúc này đang là 9 giờ bạn ạ. Lúc này đang là 9 giờ kém. Chợ vẫn rất là đông bạn ạ. Đó, mình đến đây từ lúc sáng sớm mà. Nhưng mà tầm này thì anh thấy là chợ rất là đông người. Tầm này thì người ta bắt đầu đến mua hàng, còn là cái ngưỡng đông nhất, cái kim nhất còn ạ. Đồng như chợ Tết các bạn ạ. Đó, rất là tuyệt vời bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong này một chút để xem người ta bán những cái gì bạn ạ. Đó. Bán này gọi là quả hà thủ ô bạn này. Đó. À, quả ác thi sô. Còn là quả ác thi sô bạn này, không phải hà thủ ô. Bạn này về bạn ngâm rượu uống khá là hay các bạn nhé. Đó. Ngâm rượu uống thì là nó ngọt ngọt các bạn này. Quả ác thi sô rất là tuyệt vời bạn ạ. Cái này là về mình chữa cái gì hả chị? Ngâm để rượu uống thôi. Uống rượu cho nó mát hả? Uống rượu cho nó đẹp màu thôi. Cho nó màu đẹp đúng không? Uống cái này nó cũng ngọt ngọt mà. Đúng rồi, rượu uống mà. À. Em biết là ngâm rượu uống rồi nhưng mà em tưởng là nó có, ngoài ra nó có công dụng gì nữa cơ. À, cũng có thể làm nước siro được. À. Ngâm đường rồi pha ra để uống, ngâm đường uống. Pha đá ra uống. Uống cho nó mát người. À. Khu này là khu bán những cái đồ thảo dược các bạn này, đó như là nấm ngọc cẩu bạn này, nấm ngọc cẩu thì nào lúc trước mình quay cho bạn xem rồi. Chữa yếu sinh lý nam giới nữ giới các bạn nhé. Đây là loại nấm ngọc cẩu đỏ và đây là củ đực. Đó, củ cái thì nó sẽ khác, còn nó có bông bông ở trên đầu tơi tơi ra. Nó có bông bông ở trên đầu và nó tơi ra, còn này củ này là củ đực. Đó, rất là tốt, quặn rất là nhiều bạn nhé. Bạn nào lấy thì các bạn ngâm rượu uống, hoặc là các bạn không uống được rượu bạn có thể là bạn có thể đun đến nước, đun nước uống bạn nhé. Đó, nấm ngọc cẩu bạn này. Đó, ở đây thì nó cũng có nhiều trên Bắc Hà, ở đây thì tùy từng khu vực mà các bạn ạ. Đó, quả này vẫn chưa ra hết cơ bạn ạ, chưa ra kịch kim đâu. Đây thì là có loại là thảo quả bạn này, thảo quả nó trước quay rồi bạn nhé, giờ thôi bạn nhé. Thảo quả rất nhiều luôn. Ra đến khu vực này là mình thấy người ta bán phi điệp các bạn này. Đó. Đây là hoàng thảo đùi gà nhá anh nhỉ. Đùi gà. Không có hoàng thảo tam bỏ sắc à? Bây giờ ít nhỉ. Đó. Cái này anh đến trên rừng về đấy à? Trong ở nhà thôi. Trong ở nhà, ươm ở nhà đấy. Xong đến đẹp đẹp mang ra mấy bán. Hoàng tạo đây là phi điệp vàng quá này. Đang ra lũ sắp lở hoa này. Đó. Phi điệp vàng rất là đẹp bạn nhá. Thần nó xoa xuống như kiểu là làng tiên các bạn ạ. Còn hoàng thảo đùi gà bạn này. Đó. Một mảng rất là to đã ươm vào trong cái gốc gỗ bạn này. Đó, rất là đẹp. Bạn nào mà đấy bạn alo cho mình nhá, mình sẽ gửi cho bạn một cách cẩn thận nhất cho bạn hoàng thảo đùi gà và phi đập vàng bạn ạ, rất là tuyệt vời. Đó, thôi giờ mình sẽ đi chỗ khác các bạn nhé. Đó, dãy trong này là dãy bán rau củ quả bạn này. Đó, rau củ quả người ta trồng được cái gì người ta mang đây người ta bán các bạn nhé. Đó, và chỗ này là mình thấy người ta bán măng lứa bạn này. Đó, măng lứa rất là tuyệt vời bạn ạ. Măng lứa là một cái loại đặc sản ở trên Tây Bắc mình. đó, người ta lấy từ lúc tươi xong rồi về luộc xong rồi mang đi bán các bạn này. Đó, mười mấy cái mười dao động từ 20.000 đổ lại một cân các bạn nhé. Đó, nó tùy từng khu vực, từ mười mấy nghìn một cân. Vậy cái này các bạn lấy về phơi khô để tủ đá xong rồi ăn dần các bạn nhé. Đó, các bạn nó đang bây giờ nó đang ướt mà người ta mới luộc xong, các bạn muốn dùng lâu dài thì các bạn về phơi khô đi, phơi khô cứng lại đi, xong rồi cho tủ đá, xong rồi về sau lấy ra ăn dần, nấu canh hầm xương ăn rất tuyệt vời các bạn ạ. Hoặc là các bạn có thể là xào lên nhé, rất là ngon các bạn nhé. Đó, măng lứa. Rồi chỗ này bán rất nhiều khoai các bạn này, khoai mới gừng. Rồi, khoai gừng bà con trồng được mang để bán rồi. Đó. Gừng to nhé, củ to thật đấy. Gừng bao tiền cân hả ấy? 30.000 cân à? Đắt đấy. Gừng to đẹp. Rồi nào khoai lang các bạn này, khoai lang đỏ, khoai lang vàng. Đó, rất là đẹp, rất là ngon các bạn nhá. Đó, rất là tuyệt vời bạn ạ. Toàn những cái đồ nông sản mà con tự trồng nhập mang về đây bán các bạn này. Đó, hàng quá là ngon các bạn nhé, rất là bở, rất là ngọt. Khoai này về mà đun hầm với lẩu ngon đấy nhỉ, lẩu ngon đấy, hấp ngon, quá tuyệt vời luôn. Khoai này gọi là khoai lang vàng à? Khoai lang mật Trung Quốc. Khoai lang mật Trung Quốc. Đó, màu nó vàng. Đó, khoai lang mật của Trung Quốc bạn ạ. Bạn thấy là rất là ngon, rất là đẹp các bạn nhé. Cực kỳ là ngọt luôn. Chỗ này là khu vực người ta bán táo mèo bạn này. Đấy, táo mèo là một cái loại táo rất là đặc trưng ở trên vùng cao Tây Bắc, đặc biệt là trên mạn Lào Cai. Thì cái này các bạn ấy về ngâm rượu uống rất là ngon các bạn nhá, rất là ngon, rất là thơm, có một vị đặc trưng riêng của táo mèo. Một loại rượu nổi tiếng của Tây Bắc, rượu táo mèo rất là thơm bạn ạ. Ngâm nên nó có màu vàng vàng, nó rất là tuyệt vời bạn nhá. Bạn nào lấy táo mèo bạn có thể alo cho mình nhá, mình gửi hàng cho bạn một cách nhanh nhất, sớm nhất. Các bạn liên hệ với mình qua số điện thoại, qua Facebook, qua Zalo. Mình để trên màn hình các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ ràng rồi. Các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ ràng để liên hệ với mình nhé. Mình sẽ gửi cho bạn tất cả các bạn hàng vùng cao mà các bạn yêu cầu. Thích cái nào thì bạn có thể alo cho mình sẽ gửi cho các bạn nhé. Táo mèo bạn ạ. Sang bên này nữa là một loại củ kích dương bạn này, tăng cường sinh lý nam giới nữ giới. Bạn nam nữ nào mà yếu sinh lý thì bạn có thể dùng củ kích dương bạn nhé, để ngâm rượu uống này hoặc là đun lên uống. Rất là tốt các bạn ạ. Đó, củ kích dương ta dùng là chữa yếu sinh lý các bạn nhé. Đó, đây là lá đắng, lá đắng lúc trước quay rồi thôi. Cái này là củ bình vôi à chị? Chữa đau dạ dày các bạn này. Củ là củ bình vôi chữa đau dạ dày. Trước mình quay bạn xem một số củ ở trên Y Tý ấy. Đó, người ta bán khá là nhiều. Nói chung là củ này hiếm lắm các bạn ạ, củ bình vôi này, bình vôi này hơi hiếm các bạn ạ. Đó, chữa đau dạ dày các bạn nhá, đun lên uống các bạn ạ. Đó, rồi là cây khúc khắc, cây tắc kè đá xanh các bạn này, chữa đau lưng xương khớp. Bạn nào mà bị đau lưng xương khớp thì hãy dùng cây tắc kè đá xanh bạn nhá. Đó, chữa đau lưng xương khớp. Các bạn nào cần thì bạn alo cho mình gửi cho. Đó, cây chữa đau xương khớp, tắc kè đá xanh bạn này. Sang đến chỗ này nào? Cây con hùng rừng người ta cứ hẹn rồi. Cây gì đấy ạ? Cây con hùng rừng ấy. Cây hồng rừng. Lá hồng. Cây lá này về trồng để quang mang về trồng. Đây là cây hồng rừng này, lúc trước mình quay ở ngoài kia thì là cho các bạn thấy rồi, đó là quả người ta đã vặt vào đây rồi. Còn đây là cây của nó này, quả này cây tươi này. Quả là lúc nào cô đi bán này. Lúc nào cô đi bán quả hồng rừng này. Cái này là chữa đau dạ dày đấy à? Vâng, đau dạ dày ấy. Cái mắt gan, đau dạ dày ấy. Mắt gan, đau dạ dày. Đó, cây hồng rừng các bạn nhé. Chữa mắt gan, đau dạ dày. Vâng. Còn đây là lá của nó các bạn này, lá nó to này. Lá của nó. Cái này non là không có quả, già nó có quả thôi. Già mới có quả. Cái này chè rừng này, chè ở trên rừng, từ sống thôi, không phải trồng đâu. Chè rừng, rồi là cây hồng rừng. Chè rừng. Chè rừng thì biết nhiều rồi, còn xem cây hồng rừng một tí bạn này. Đó, lá của cây hồng rừng chữa mát gan các bạn nhá, mát gan đau dạ dày. Đó. Nói chung là chợ này khá là nhiều đồ, bạn nào toàn đồ lạ thôi. Cái này là quả dứa này, cây quả dứa này, cái này dế này. À. Cái này dế chặn hết rồi, dế chặn rồi. Dế rồi. À. Đây là thân của cây dứa. Cái này thân này. Chữa đau dạ dày. Quả của cây dứa rừng, thân của cây dứa rừng và rễ của cây dứa rừng. Đó, người ta hẹn rồi. Người ta hẹn đấy rồi. À, chữa đau dạ dày các bạn này. Đó. Nói chung là bộ dứa rừng, thân rễ quả là chữa đau dạ dày các bạn nhé. Đó, người ta bán ở đây. Ôi, cây dứa rừng này thân nó to dày nhỉ. Wow, này. Rễ của nó đây, là thân nó này. Cây xuống này, đào này. Cái cây dây gì đấy? Cây gì đấy? Cái này rễ của dứa ạ. Rễ của cả dứa bạn này. Cái này là hồng rừng cây con. Lá hồng rừng đấy. Cái này cây con cho người ta. Cái này là cây gì chị nhỉ? Cái này cây dảo cẩm. Dảo cẩm. Vâng, dảo cẩm cũng chữa đau dạ dày. À. Đây là thân cây dảo cẩm này. À, cũng chữa đau dạ dày các bạn nhỉ, cây dảo cẩm. Nói chung là bộ này bộ chữa đau dạ dày các bạn ạ. Khu vực này người ta bán cây sâm cau trắng các bạn này. Đó. Nói chung là sâm thì là một loại thảo dược rất là quý hiếm rồi, tăng cường bổ sức khỏe. Và đặc biệt là sâm cau trắng này là chữa yếu sinh lý các bạn nha. Bạn nào mà yếu sinh lý, nam giới nữ giới mà yếu sinh lý này, có thể dùng sâm cau trắng bằng cách là đun uống hoặc ngâm rượu uống các bạn nhé. Cây sâm cau trắng các bạn ạ, đây mình nhắc lại các bạn là đây là cây sâm cau trắng các bạn nhé. Đấy là cây ở trên này người ta gọi như vậy các bạn ạ. Cây này là khá là hiếm. Đó, cây sâm cau trắng rất là tốt các bạn ạ. Đó, cả thân cả rễ cả lá các bạn này. Đó. Nó khác với thân sâm cau đỏ, sâm cau trắng các bạn ạ. Đó, rất là tuyệt vời bạn nhá. Bạn nào lấy thì bạn alo cho mình các bạn nhá. Một loại là thuốc chữa yếu sinh lý các bạn ạ. Đó. Sâm cau trắng. Đó, cả thân cả rễ cả lá luôn. Ra đây khu vực này là khu vực mà bán hàng thảo dược các bạn này. Đó. Rất nhiều những loại quả lúc trước mình quay rồi. Quả dứa rừng các bạn này, quả dứa rừng này thì to hơn. Quả lúc trước thì nó bé, quả này quả to bự các bạn ạ. Đó, chữa đau lưng xương khớp này và chữa sỏi thận các bạn nhá. Đó. Quả dứa rừng rất là to luôn. Củ sâm tố lữ các bạn này. Đó. Củ sâm tố lữ rất là to luôn. Wow, to quá. Rồi là của na rừng các bạn này. Đó, na rừng là chữa yếu sinh lý các bạn nhé. Đó. Rất là nhiều. Rồi là ba kích rừng các bạn này. Mà cái rừng to, quá là to luôn. Chữa yếu sinh lý các bạn ạ. Bạn nào mà yếu sinh lý thì hãy dùng ba kích các bạn nhé. Để kích vào nó lên. Đó, ba kích. Rất là to. Củ cực kỳ là to bạn này, ba kích. Cái này là loại ba kích rừng các bạn nhé. Đó. Rất nhiều đây luôn. Đó, tiếp tục di chuyển ở bên trong này các bạn này. Dãy trong kia là dãy hàng quần áo thì mình không đi vào nữa các bạn nhé. Hàng quần áo thì nó cũng rất là bình thường thôi. Đó, mình quay những cái loại nó khác. Đó, loại hiếm để cho bạn cùng tham khảo ở trên này các bạn nhé. Đó. Rồi đây người ta bán những quả ổi luôn này, nó trồng được mang đây bán các bạn này, ổi đang vào mùa, quả rất là to, rất là thơm, rất là đẹp bạn ạ. Ổi rất là ngon các bạn nhé, ổi tự trồng. Em ơi đây gọi là ổi gì hả em? Ổi lê gọi là ổi lê, nó ngọt và nó trắng như quả lê gọi là ổi lê các bạn ạ. Đó. Tiếp theo chỗ này nào có một loại nữa là loại sâm tố lữ các bạn này, củ rất là to. Nó có tác dụng là tăng kích thước vòng 1 các bạn nhá, ngăn ngừa lão hóa. Tức là nó tăng vòng ngực các bạn ạ. Bạn nào mà ngực bé, ngực lép, ngực không phát triển mấy thì là hãy dùng sâm tố lữ các bạn này để nó phát triển tuyến vú, hay còn gọi là phát triển vòng ngực các bạn ạ. Nó phát triển ngực. Và nói thẳng rôm na ra là rõ ràng nó là phát triển tuyến vú của phụ nữ các bạn nhé. Đó, ngăn ngừa lão hóa da và giúp tóc và xương khớp chắc khỏe này, tăng cường ham muốn các bạn ạ. Tức là nó chữa cả yếu sinh lý các bạn nhé. Bạn nào mà yếu sinh lý nam giới nữ giới, yếu sinh lý, bạn có thể dùng cái loại này các bạn ạ. Đó, bạn nào mà không, bạn nữ nào mà không có ham muốn này, thiếu ham muốn thì có thể dùng sâm tố lữ các bạn nha, tăng cường ham muốn bạn ạ, tăng cường sức khỏe của nữ giới trong cái thời kỳ là tiền mãn kinh các bạn nhé. Cái thời kỳ mà tiền mãn kinh thì nó người phụ nữ rất là hay ốm yếu, thì cái dùng cái loại này rất là tốt các bạn này. Đó, cái này các bạn có thể dùng bằng cách là đun lên uống các bạn nhé. Đó, đun lên uống củ tươi các bạn ạ, hoặc các bạn có thể là lấy về phơi khô đun lên uống các bạn nhé, là dùng cách dễ nhất các bạn ạ. Sâm tố lữ, các bạn nào mà có nhu cầu thì bạn có thể alo với mình sẽ gửi hàng cho các bạn nhé. Sâm tố lữ rất là tuyệt vời các bạn ạ. Sâm tố lữ rất là tốt, rất là tuyệt vời các bạn nhé. Em mấy con dao này em đi bán này đi mua đấy. Bao tiền một con này em sao nào? 200.000. Con này nó có tác dụng gì? Em từng mở ra xem nào. Em từng mở ra anh xem nào. Nó như thế nào? Xem hình hài nó như à. À dao, à con này dao nhọn nhỉ, chặt cây chặt xương, đi rừng được. Thế này em là người dao à? À, người dao là hay dùng cái loại dao này nhỉ. À, người dao là cứ đi đâu cũng phải có một con dao đi theo để phòng thân lên rừng. Thế nhà em có đi xa không? À, 6-7 cây. Thế hôm nay đi chợ mua được nhiều thứ chưa? Mua được những cái gì rồi? Mua được một con dao thôi à? Có mua gì nữa không? Một con dao để đi rừng à. Thế nhà em có nhiều rừng không? Nhà có nhiều. Có nhiều nhưng mà bỏ đấy đâu, chưa trồng gì. À, có nhiều nhưng bỏ đấy không dùng mấy. Ngày trước là trồng cây thảo quả nhưng mà bây giờ thảo quả không có giá nên cũng không đi đấy. Ở đợt này Trung Quốc đấy thảo quả nhiều mà em. Ở trên Mường Khương người ta đang rộ trồng thảo quả rất nhiều mà. Bây giờ thảo quả này xuống giá. Thế là đồ nhà em trước là trồng thảo quả, bây giờ là không trồng nữa. Vâng, giờ ít người nên bỏ. À, trước là đông người nên là trồng. Tức là mình ở với bố mẹ là trồng, nhưng bây giờ em lấy chồng rồi à em ấy? Vâng. À, thế là lấy chồng lâu chưa? Lâu rồi. Được mấy cháu này? Cháu. Các cháu bây giờ là học lớp mấy rồi? Cháu bé học lớp 1, cháu 2, học lớp 2. À, lớp 1 với lớp 2. À, thế là cũng lấy chồng đâu hết rồi anh nhỉ. Thế năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hay. Anh đoán nhá, anh đoán chắc phải 20 mấy đúng không? Hay 24, 25 đến không? Hay là chưa đến đấy nhỉ? 25. À, 25 à? Thế anh đoán chuẩn vết nhỉ? 25 tuổi. Thế lấy chồng có xa không? Xa nhà không hay là gần đấy thôi? Ngay đây. À, lấy chồng gần nhà gần tốt nhỉ. Sợ nhất là con gái mà lấy chồng xa nhà thì khổ. Mỗi lần đi về ngoại thì rất là vất vả luôn. Bố mẹ ốm đau thì con cái ốm đau thì chăm nom rất là vất vả. Thế là hôm nay ra đây là đi một mình hay đi cùng ai? Em đi với mẹ. À, hai mẹ con đi ra đây. Thế là bây giờ có mua như gì nữa không hay là đi chơi một tí về thôi? Bà đi chơi quanh tí. À, chơi một tí rồi. Con gái người dao xinh nhỉ? Tại đây anh thấy em mà em là dao đỏ hay là dao đỏ đúng không? Là dao đỏ. Dao đỏ mà sao không mặc cái trang phục người dao đỏ? Đấy mà không quen. Không quen. Mà nóng nên mình mặc áo dân tộc thì nó nóng. À, mà cái bộ đấy nó cũng dày đúng không nhỉ? Bộ dày. À, mặc nó nóng. Nói chung là mặc cái gì cho thoải mái là được nhỉ? Một cô gái người dao đỏ. Nói chung là hả? Anh ở Bảo Thắng mà. Nói chung là người dao xinh nhỉ? Xinh gái thật đấy. Anh gặp nhiều người. À, hôm lâu lên Sapa gặp một cô gái dao xinh cực kỳ luôn. Xinh gần bằng em thật mà, gần bằng. À, Với dao là có người mình đi đâm mình còn chả nhận ra là dao. Với dao này đa số là ở trên Lào Cai, Yên Bái là nhiều nhỉ? Dao này trên mình làm không, ý anh nói là người dao thì là chủ yếu trên mặn Lào Cai, Yên Bái là nhiều người dao nhỉ? À, Trung Quốc có người dao không em? Chắc số anh. Em sang đấy bao giờ chưa? Chưa. Chưa sang đấy bao giờ? Chưa. Trung Quốc gần đây mà không sang à? Sang đấy chơi xem đấy như thế nào? Hay phết đây, bên đấy hay phết mà. Bây giờ đi này nó cũng dễ rồi mà, không như ngày trước làm sổ sách nó cũng dễ rồi. Thế em sắp về chưa? Chưa. Đi chơi một tí nữa về. Thôi chào em nhé, hôm nay là rất là vui tình cờ gặp em ở đây thì là rất là vui được gặp em, biết là một số thông tin của em như thế. Rồi chào em nhé, chúc em nhiều sức khỏe nhá. Chào em. Ra đến khu vực này là khu vực bán bánh các bạn này, đó bán bánh của người Nùng. Đó. Bà ơi, cho bà nhá. Bà là người Giấy hay là người Lùng đấy ạ? À? Người Giấy. À, bà là người Giấy ạ. À? À. Vâng, bà là người Giấy. Thế là những bánh của dân tộc mình đấy ạ? À? À. Bánh này làm từ gạo nếp hay gạo tẻ đấy ạ? À? À. Những bánh này gọi là bánh dày à cơ? Bánh dày, bánh chưng. Bánh chưng, bánh dày. Đó. Bánh chuối. Đó. Bánh chưng, bánh dày. Bánh dậm đó. Người Lùng mấy cả người Giấy trang phục nó cứ la giống nhau nhỉ. À. Nhìn vâng. Con Giấy bánh tày thôi. Vâng. Đấy tày. Người Giấy tày, người Mán ở đây ạ. Vâng, và đây là người Giấy, người Dao, người Tày, ba dân tộc ở đây. Thế ở đây có người Lùng không ạ? Ở đây cũng có người Lùng. À. Chủ yếu là người Dao, người Giấy và người Tày ở đây. Vâng. Người Xa Phó nữa ạ? À, người Xa Phó nữa. Vâng. Này, trang phục người Giấy với cả người Lùng nó cứ la giống nhau, nhiều khi nó khó phân biệt lắm. Vâng. Rồi, chào bà nhá. Đó, bánh dày, bánh chưng, bánh dăm của người Giấy bạn ạ. Đó. Ở đây người ta bán cả con chim bạn này. Bao tiền cái đấy? 10.000 chị ơi, đây là chim gì đấy hả chị? Chim ngói. Chim ngói à? À. Đây là mình mua về đấy ạ? À? Ở đây người ta mua được chim ngói các bạn này. Đó, chim ngói là một loại chim rất là quý ở trên rừng các bạn nhé. Đó, chim tự nhiên đấy, người ta đánh được các bạn ạ. Đánh chim ngói bằng cái bẫy rất là to, rất là rộng, rất là dài đấy. Đây là người ta mỗi được, người ta mang để bán cho khách mua bạn này. Chim cu gáy các bạn ạ. Đó. Từng gáy của nó nghe hay lắm. Nó cứ ngủ bạn ạ, nó kêu ngủ. Đó, chim cu gáy các bạn nhé. Đó. Ra đến khu vực này là khu vực bán đồ quần áo của người Giấy các bạn này. Đó. Ở trên này thì người ta bảo là không có người Lùng, chỉ có người Giấy, người Tày và người Dao thôi. Đó, người Giấy người ta bán những cái trang phục màu đỏ, màu xanh, màu cam con này. Đó, trang phục của người Giấy. Người ta mua về người ta làm quần áo bạn nhé, may thành quần áo. Đó. Người Giấy là người ta hay đến những khu vực này người ta mua đồ vặt. Đó. Đây là những cái đồ trang sức trên người, túi sách, là quần áo. Như cô này có cái túi này, đó, có cái túi nhỏ nhỏ này, đựng tiền các bạn ạ. Đó. Đó, rồi là mua những cái thứ khác, những cái túi, những cái đồ vặt. Đó, những cái túi để đựng tiền này, rồi là đựng điện thoại, nói chung là đựng các thứ các bạn ạ. Mua cái này vào tiền nó về túi rất là nhiều luôn, mua tiền về dầm luôn. Mua vào cái là tiền đầy túi luôn đấy. Đấy. Bình thường tiền nó vơi mua này vào tiền đầy luôn. Sang đến khu vực này là khu vực bán hàng của người Dao bạn này, bán những quần áo, trang phục của người Dao như là áo này, quần này, váy này, túi này, quần này và những phụ kiện ở trên người, khăn mũ. Đó, ở đây thì có các cô người Dao, các chị người Dao đang xem hàng bạn này. Đó, người Dao đỏ thì có cái trang phục như thế này, màu đen đen và có những cái khoanh màu vàng vàng bạn này. Đó, như cô này thì mặc lâu quá rồi sẽ nhạt màu đi, phai màu đi các bạn này. Đó. Đó, trang phục của người Dao. Chị ơi, cho em hỏi thế những cái bộ quần áo như của chị đây là bao tiền một bộ hả chị? Quần áo của con tôi nhiều á. À. Nhưng mà một bộ thì gần 20 triệu. Một bộ gần 20 triệu nhưng mà những cái bộ thường thường mà không có bạc mấy, ít bạc thì là tầm khoảng mấy triệu. Được có phải đẹp mà loại một thì một bộ tầm 10 triệu. 10 triệu. 20 triệu. À, đẹp thì 20 triệu. 10 triệu là rẻ nhất rồi đấy à? 10 triệu là rẻ nhất rồi. Càng nhiều bạc thì càng đắt tiền à? Nhưng mà có bạc nhiều thì gần 30 triệu đấy. À, bạc càng nhiều bạc thì càng nhiều tiền. À, ít bạc thì nó ít tiền hơn. Rồi em cảm ơn chị nhá. Đó, trang phục của người Dao màu vàng vàng. Đó, người ta đến đây người ta mua rất là nhiều bạn này. Ra đến khu vực này mình thấy người ta bán rất là nhiều lan các bạn này. Đó. Một xe lan các bạn nhé. Anh ơi cho em hỏi lan này gọi là lan gì hả anh? Denzo. Gì ạ? Denzo à? Hoa đen, lan Denzo. Nhiều lan nhỉ. Đây giỏ này gọi là giỏ Denzo. Đó anh bảo thế các bạn ạ. Đó, các bạn biết các bạn thì mình xin ý kiến các bạn nhé. Rất là đẹp luôn các bạn này, màu tím. Màu tím pha với màu trắng các bạn này. Đuôi của cái nhánh hoa thì là màu tím và gốc của bông hoa thì nó là màu trắng các bạn này. Denzo. Denzo, Denzo hả anh? Denzo. Đẹp nhờ. Rất nhiều lan các bạn ạ. Rồi. Anh ơi, cái bông trắng này là gì hả anh? Gọi là đó, bạn đẹp chưa? Đây cũng là Denzo rồi. À đây cũng là Denzo à? Đẹp nhỉ. Đây có phải là kiều không anh? Phi điệp à? Phi điệp vàng đấy à? À, phi điệp vàng, phi điệp tím. Đây cũng là Denzo. Đây cũng là Denzo. À, thế là anh cũng là chủ đây luôn đấy à? À. Đâu, em biết. À. Denzo. Đây là Denzo trắng nhỉ? Denzo trắng. Đây là Denzo bạn này. Đó, rất là tuyệt vời bạn ạ. Lan còn là lan Denzo, cái này lan nói chung là có rất nhiều loại lan, hàng trăm hàng loại lan khác nhau. Nên là mình chỉ biết một số loại thôi, các bạn xem qua cho mình xin ý kiến xem nhé. Ở đây người ta bảo là lan Denzo bạn ạ, đó rất là đẹp luôn, rất là tuyệt vời bạn ạ. Phi đập vàng, phi đập tím thì là rất nhiều ở chợ, kiều vàng, kiều tím rồi là hoàng thảo tam màu sắc, hoàng thảo đuôi gà thì có rất nhiều. Còn đây thì là có một số loại Denzo bạn ạ, đó đẹp chưa, đẹp tuyệt vời luôn. Đó, thế là chị mua cái giỏ này đấy à? Đang xem thôi. Giỏ này còn đặt tên là gì hả chị? Có biết đâu, vì đi thích thì mua chứ không dành lắm với các bạn. Cô đang xem đây. Đó. Tuyệt vời các bạn ạ, làm rất nhiều luôn. Quá nhiều, quá đẹp các bạn ạ. Đó. Cái này bao tiền thì bán đây. Còn đây một loại nữa các bạn này. Đó, rất là nhiều các bạn nhé. Denzo hồng, tím, tím trắng, các kiểu Denzo trắng. Nói chung là ở đây thì chủ yếu là Denzo là nhiều, với cả phi điệp là nhiều. Đó. Mấy chục nghìn đến mấy trăm nghìn các bạn ạ. Nó tùy các bạn nhé. Không phải là quá đắt, không phải là quá là rẻ. Đó. Bao tiền cái này hả cô? 200 đẹp nhỉ. Denzo tím thế à? Tím trắng đẹp nhỉ. Nó gọi là cái gì nhỉ? Denzo tím trắng con này tuyệt vời chưa? Quá đẹp luôn. Đó, người ta đang mua rồi các bạn nhá. Người ta đang mua rồi các bạn ạ. Quá đẹp, rất là tuyệt vời. Đó. Rất là nhiều bạn ạ. Mình có thể loại ở đây. Hàng hóa thì rất là nhiều và mọi người đến chợ ông rất là đông các bạn ạ. Vậy là từ đầu đến giờ mình đã đưa các bạn đi khám phá trải nghiệm chợ phiên Tả Vời, một cái chợ phiên rất là nổi tiếng các bạn ạ, với rất nhiều mặt hàng mà bà con người Dao, người Giấy, người Tày là chủ đạo sinh sống ở đây và người ta bán những mặt hàng ở đây các bạn nhé. Ngoài ra thì người Kinh cũng bán một số mặt hàng khác nữa. Các bạn thấy được rồi là chợ Tả Vời rất là đông, rất là vui các bạn ạ. Chợ để họp vào hôm thứ Bảy hàng tuần các bạn nhé. Và các bạn thấy rồi, chợ phiên rất là hay, rất là hấp dẫn, mang đậm bản sắc vùng cao các bạn ạ. Và video của mình đến đây là kết thúc. Chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở một cái tập phim tiếp theo trên kênh Làng Gió Vùng Cao. Các bạn có đặt các mặt hàng gì thì các bạn có thể là alo cho mình nhé, gọi điện hoặc là nhắn tin trực tiếp với mình nhé, để mình sẽ lấy hàng cho các bạn một cách nhanh nhất và sớm nhất. Đó. Trước khi các bạn rời đi thì các bạn hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để đón xem các tập phim tiếp theo trên kênh Làng Gió Vùng Cao. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt cái tập phim này. Tôi chào các bạn nhé.